Đúng rồi, mình em là cái nệm ra nó bò ra đó. Nhiều lắm, không biết. Ủa kinh cực anh ơi. Nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Ồ của nó luôn. Coi như là cái lớp gỗ ở phía dưới này nó ăn bọng á. Ăn cái bọng hết ạ. Dạ. Hôm nay tự nhiên anh đi lên anh lại bảo một thằng mấy quả kia nó sắp chín nó to lên kìa.